Hello, xin chào các bạn, mình là Khoai Tây. Mình thường xuyên làm các video liên quan đến tiếng Trung, chia sẻ kinh nghiệm học tập và kiến thức dành cho những bạn yêu thích ngôn ngữ này giống như mình. Hiện nay, ngoài hoạt động ở trên kênh YouTube thì bản thân mình còn hoạt động ở trên TikTok, Facebook và Instagram. Và tất cả các tài khoản của mình đều có chung một cái tên là Khoai Tây yêu tiếng Trung, trừ cái Facebook cá nhân của mình là Củ Khoai Tây ra. Bản thân mình trước đây cũng đã từng làm khá nhiều các video để review sách nhằm cung cấp thêm cho các bạn các thông tin về những cái cuốn sách để các bạn có thể cân nhắc rằng là nên mua cuốn sách nào phù hợp với bản thân hay không. Và nếu như bạn là một người mới tinh, bạn vẫn đang phân vân trong cái việc là nên chọn cái bộ giáo trình nào để học thì bạn có thể tham khảo video review về giáo trình của mình. Nếu như bạn đang muốn tìm thêm các sách để tham khảo về ngữ pháp hay là học Hán tự thì có thể tham khảo hai cái video này. Và ngoài ra thì mình cũng đã từng làm video tổng hợp 8 cuốn sách mà mình yêu thích nhất trong năm 2022. Bạn có thể tham khảo nhé. Và trong video ngày hôm nay thì mình cũng review thêm 3 cuốn sách nữa hiện nay đang rất là hot ở trên mạng xã hội. Kiểu như mỗi khi mình mở Facebook ra thì mình sẽ nhìn thấy quảng cáo của những cuốn sách này đập vào mặt mình. Và ngoài ra thì cũng có khá nhiều các bạn học sinh sinh viên nhắn tin hỏi mình rằng có nên mua những cuốn sách này hay không. Nên mua hay không thì xem video này nhé. Trước khi vào video ngày hôm nay thì mình sẽ cần phải nói rõ mình không viết sách, không bán sách, không xuất bản sách. Và những cái video này dùng để cung cấp thêm thông tin cho các bạn trong quá trình chọn lựa sách tham khảo học tiếng Trung. Bắt đầu thôi! Cuốn sách đầu tiên mình muốn nói đến ngày hôm nay là Tự học tiếng Trung giao tiếp từ con số 0. Cuốn sách này hiện tại không hiểu sao nó được quảng cáo rất là nhiều trên Facebook của mình ý. Và mỗi khi kiểu như mình lên các sàn thương mại điện tử như là Shopee các thứ để tìm xem các cái sách học tiếng Trung thì thế nào cũng sẽ nhìn thấy cuốn sách này nhảy ra. Tại bằng một cái thần kỳ nào đấy gần đây cũng có khá nhiều bạn hỏi mình rằng liệu có nên mua cái cuốn sách này về hay không. Sơ lược qua thông tin của cuốn sách này thì sách do Lê Hiền chủ biên, được xuất bản bởi nhà xuất bản Thanh Niên và công ty phát hành là Disa Books. Cái bộ sách này thì nó gồm có 3 tập cơ, nhưng mà ở đây thì tớ chỉ mua có 1 tập thôi. Giá bìa của cuốn sách này là 200.000, nhưng khi mà tớ check ở bên trên Shopee ấy, thì nó sẽ được bán dao động với giá từ 150 đến 160.000. Cuốn sách được giới thiệu là nhớ ngay 2.000 từ vựng thường gặp, luyện 1.500 câu giao tiếp thông dụng nhất và bài tập thực hành có kèm thêm đáp án chi tiết. Nhìn vào tiêu đề cuốn sách này thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái đối tượng mà họ hướng đến là những người đang muốn học tiếng Trung giao tiếp và là những người mới tinh từ con số 0. Và cũng tức là họ định vị cuốn sách này có thể thay thế cho giáo trình học tiếng Trung thông thường. Mình để cái phần hình ảnh mục lục ở đây nhé. Cuốn sách này thì được chia ra là 10 bài, bao gồm là 10 cái chuyên đề để giao tiếp khác nhau. Các bạn có thể tham khảo bên này. Cấu trúc của một bài trong cuốn sách này bao gồm phần mẫu câu thông dụng, hội thoại luyện tập và từ vựng. Cái phần hội thoại thì nó sẽ có hội thoại bằng tiếng Việt, phần full 100% Hán tự, phần bằng pinyin và một phần bằng phiên âm tiếng bồi. Ủa mấy thiên chảo sang, liêu tiến trì choáng, rán hâu của xoa giá xí lển. Ngoài ra còn có thêm các bảng từ vựng bổ sung, ngữ pháp, giải thích ngữ pháp, phần luyện tập kèm thêm đáp án. Đây là phần đáp án đi kèm. Cùng nói một chút về ưu điểm của cuốn sách này. Trước tiên, phải nói rằng cuốn sách này được in ấn rất tốt. Chất lượng giấy tốt, in ấn rõ nét và nhìn nó khá là thoáng. Nó không bị li nhi, nhìn nó không bị mỏi mắt. Đấy là cái ưu điểm đầu tiên mà mình cảm thấy ở cuốn sách này. Cái thứ hai là trong cuốn sách này, ở trong tập 1 thì nó cũng đã có luôn cái phần tổng hợp cách phát âm pinyin, bao gồm thanh mẫu, vận mẫu, thanh điệu, hướng dẫn các bạn cách để phát âm như thế nào. Và ngoài ra thì còn có thêm cả phần quy tắc để viết pinyin nữa. Ngoài ra trong cuốn sách này sau mỗi phần bài học nhá sẽ có thêm một cái phần giống kiểu như là phải đính kèm ấy, kiểu khá là ngắn gọn những cái câu dùng để giao tiếp. Ví dụ như 24 câu hỏi bắt chuyện với người Trung Quốc, 10 cách đặt câu hỏi tiếng Trung đơn giản nhất. Đấy, kiểu vậy. Và đấy là tất cả những ưu điểm mà mình có thể moi móc ra được với cuốn sách này. Nào cùng đến với phần nhược điểm. Nhược điểm đầu tiên, tuy rằng cuốn sách này có phần hướng dẫn phát âm pinyin, tuy nhiên cách hướng dẫn phát âm hơi khó hiểu và hơi khó để làm theo. Ngoài ra, cái mà mình khó chịu nhất ở đây là họ còn đi kèm cả âm tiếng bồi. Nó giống kiểu như là tôi muốn là một người tốt nhưng tôi sẽ cho bạn thấy tôi là một người xấu như thế nào ấy, kiểu vậy. Và quái đản nhất đấy là cái âm tiếng bồi này nó trải khắp dọc cả cái cuốn sách này. Tức là từ đầu đến cuối cuốn sách này ở đâu bạn cũng nhìn thấy tiếng bồi. Mặc dù tác giả của cuốn sách này có ghi là chúng ta nên phát âm đúng theo pinyin chứ không nên sử dụng âm bồi, nhưng âm bồi lại được trải dọc khắp cả cái cuốn sách này và lại còn được tô đậm cơ ạ. Ủa thế là thế nào? Bảo mình đừng dùng nhưng lại viết cho mình dùng, lại còn tô đậm cho mình nhìn là sao? Nhược điểm thứ hai của cuốn sách này là về phần ngữ pháp. Phần ngữ pháp của cái cuốn sách này người ta làm nó theo cái kiểu nó không đi vào bản chất của vấn đề, mà họ chỉ đưa cho chúng ta cả một cụm câu và bắt các bạn phải học theo cái cụm câu đó. Cái cách hướng dẫn ngữ pháp này thì nó sẽ khiến cho người học cảm thấy dễ bị lúng túng và rất khó để có thể tiếp thu được. Tôi lấy ví dụ như là như thế này hoặc thế này chẳng hạn. Đấy, nó không đi vào bản chất đấy mọi người. Và không những thế còn có điểm ngữ pháp được viết sai cơ. Nếu như bảo mình đánh giá nhá, chất lượng in ấn 10 điểm, ngữ pháp 2 điểm. Và nhược điểm cuối cùng của cuốn sách này là cá nhân mình đánh giá rằng cái phần bài luyện tập là không đủ, nó hơi ít ý. Nó chỉ có 4 dạng bài và mỗi dạng bài cũng chỉ có lèo tèo một vài câu. Nếu như cái người viết sách này cho rằng họ có thể dựa vào cuốn sách này để thay thế cho giáo trình Hán ngữ để giúp các bạn có thể học tiếng Trung được từ con số 0 thì mình cho rằng là họ hơi lạc quan quá rồi đấy. Nếu bạn hỏi mình có nên mua cuốn sách này hay không thì chắc chắn mình sẽ nói là không nên mua. Nope. Cuốn sách thứ hai mình muốn giới thiệu đến cho các bạn là 3.500 câu giao tiếp Trung Anh Việt thông dụng nhất. Ngoài bìa lại còn có hẳn ní hảo, hello, xin chào luôn anh em. Sóng ngữ giờ xưa rồi, giờ phải là tam ngữ anh em ạ. Ui dồi ôi, sao mà đó được. Dạ. Sao mà đó được. Cuốn sách này do Diệu Hồ chủ biên của nhà xuất bản Thanh Niên và được phát hành bởi công ty Disa Books. Trên giá bìa thì được ghi là 300.000 Việt Nam đồng cho cuốn sách này. Thế nhưng mà khi mà mình search trên Shopee ấy, thì cái giá nó dao động chỉ nằm từ 120 đến 140.000 thôi. Thế là chỉ bằng con một nửa giá bìa. Cuốn sách này trộm vía đẻ ra cực kỳ nhiều chủ đề luôn. Tôi dở phần mục lục ra nhá, có tới tận 37 chủ đề để nói ở bên trong cuốn sách này. Ui vãi chưởng đúng không? Cuốn sách mỏng như thế này mà 37 chủ đề nói. Thế thì cấu trúc của mỗi bài là như thế nào? Mình đã tự hỏi bản thân khi mua cuốn sách này về. Và khi mở ra thì mình nhận ra cấu trúc của cái bài trong này là không có cấu trúc gì hết. Tức là họ chỉ liệt kê ra những cái câu hội thoại. Sau đó thì nó có tiếng Việt, nó có tiếng Trung và nó có tiếng Anh. Đấy, tức là không có ngữ pháp, không có từ vựng, chả có cái vẹn gì hết, nó chỉ có câu thôi. Các bạn đã hiểu ý của mình ra đây để mình quay cho các bạn xem. Thì cái cấu trúc của cái bài ấy, nó như thế này. Ví dụ chủ đề cảm ơn thì nó sẽ có những cái câu như thế này, nó sẽ có như thế này. Và đây là tất cả những gì nó có. Không có bài tập, không có ngữ pháp, không có từ vựng. Thôi thì ta đi thẳng đến phần nhược điểm của cuốn sách này đi. Tớ chả biết khen cuốn sách này ở đâu cả. Nào, nhược điểm đầu tiên, có những phần bị sai kiến thức. Mình sẽ để hình ảnh ở đây cho các bạn nhìn. Kiểu như là bị sai từ vựng như mọi người. Hoàn toàn không có ngữ pháp, hoàn toàn không có các cái bộ từ vựng để tham khảo. Nó chỉ đơn giản là kiểu liệt kê ra một đống câu, xong rồi các bạn phải đọc theo, học theo, đó kiểu như vậy. Những cái câu ở bên trong cuốn sách này nó cứ theo nào ấy mọi người, nó cứ thế nào ấy. Tức là có những cái câu mà nó văn vở đến cái độ nếu như bảo tớ dùng những cái câu đó nói bên trong đời sống thì tớ cũng hơi ngượng mồm. Kể cả là cách sử dụng từ vựng cũng như vậy. Thì tớ sẽ chụp ảnh cho bạn một vài những cái ví dụ mà thì tớ sẽ để ảnh ở đây để các bạn tự nhìn nhé. Cuốn sách này sẽ phù hợp với những người mà không muốn học ngữ pháp, không muốn học từ vựng. Các bạn học theo kiểu dạng ăn sổi ấy. Tức là chỉ muốn mua lấy một cuốn sách về, xong rồi dở ra, xong rồi đọc theo. Và người khác có trả lời các bạn như thế nào thì bạn cũng nghe không hiểu, nhưng đại loại là nói được một vài câu theo ý các bạn thế là được rồi. Đấy, nếu như bạn có thực sự muốn mua về để làm cái việc đó. Chứ còn cuốn sách này mình cũng không biết dùng để làm cái gì. Tớ hỏi thật, cái tác giả cuốn sách này lúc viết cuốn sách này là bạn đang chạy KPI đúng không? Kiểu như là đến hạn là phải viết sách ra rồi, thôi mình phải bịa ra một thứ gì đó để viết ra thôi đúng không? Tớ nghĩ là như vậy đấy. Chứ một cái cuốn sách mà chẳng có cái nước, không có cái nước non bổ béo gì, chỉ có tốn giấy như thế này mà cũng có thể viết ra được à? Hỏi mình có nên mua không thì chắc chắn là không nên mua rồi, mua làm gì. Và cuốn sách cuối cùng trong ngày hôm nay cũng rất là hot. 10 phút tự học tiếng Trung mỗi ngày. Cuốn sách này nhìn bìa dễ thương vãi đúng không mọi người? Ngồi trong đề bìa dễ thương ấy, 10 điểm dễ thương. Thế nhưng còn nội dung thì như thế nào? Ok, đầu tiên thông tin sơ lược về cuốn sách này. Thì cuốn sách này chủ biên là Phương Lan, được xuất bản bởi nhà xuất bản Hồng Đức và công ty phát hành là MC Books. Giá bìa của cuốn sách là 85.000 và khi mình search ở trên Shopee thì nó được bán với giá dao động khoảng tầm 60.000. Cuốn sách này được giới thiệu là dành cho các bạn 10 phút tự học tiếng Trung mỗi ngày, cuốn sách gối đầu cho người mới bắt đầu. Cuốn sách xoay quanh 26 chủ đề thông dụng trong cuộc sống, đưa ra các gợi ý về các tình huống giao tiếp thường gặp theo cách dùng của người Trung Quốc và còn được tặng kèm bộ audio về nội dung bài học chuẩn giọng của người bản địa. lượt phết anh em. Cùng đến đầu tiên là cái phần ưu điểm của cuốn sách này. Đầu tiên, sách khá đẹp, dễ thương. Thật sự 10 điểm dễ thương, 10 điểm in ấn. Nét đèn nẹt căng đét luôn, ở bên trong nhìn cũng dễ thương phết đấy. Gu tôi. Ưu điểm thứ hai cuốn sách này là có khá nhiều các chủ đề trong đời sống. Chủ đề thì phong phú phết đấy, có tới tận 26 chủ đề cơ mà. Và có audio nghe. Nên là các bạn ở đằng sau cuốn sách này thì nó sẽ có một cái phần là mã QR này để các bạn có thể quẹt được mã và có thể nghe được cái MP3 của sách ở bên trên app của KaiXin. Nói đi cũng phải nói lại, đấy là ưu điểm. Nhược điểm của cuốn sách này, đầu tiên là không có ngữ pháp, chỉ có từ vựng và các đoạn hội thoại. Cái thứ hai là cái cuốn sách này ý, nó sẽ mang cái tính chất là dùng để tham khảo với các cấu trúc câu, chứ các bạn không thể nào sử dụng nó để thay thế cho giáo trình và hoàn toàn từ con số 0 được. Nếu bạn đang nghĩ đến cái chuyện là tôi sẽ mua cuốn sách này về bỏ ra 10 phút mỗi ngày để học và không cần đến giáo trình ấy, thì đấy là bạn đang nghĩ nhầm rồi đấy. Cuốn này không dùng để làm như thế được đâu. Và một cái nhược điểm chí mạng nữa cuốn sách này mà tớ rất là ghét, đấy chính là nó có âm tiếng bồi. Thật sự đấy, tớ đang tự hỏi tại sao các cuốn sách bây giờ có nhiều cuốn có âm tiếng bồi thế nhở? Để ăn tiếng bồi đây làm gì? Để cho người học được phát âm sai à? Nội dung cuốn sách thì nó sẽ bao gồm mỗi phần bài. Đầu tiên là có phần từ mới, tiếp theo đó là có các mẫu câu, hội thoại. Và thế thôi, hết rồi. Vậy những ai là người có thể sử dụng được cuốn sách này? Theo như mình thấy, nếu như hiện tại bạn đang học tiếng Trung ở một trung tâm nào đó, hoặc là bạn đang học tiếng Trung ở một cái giáo trình nào đó rồi, và bạn đang muốn tìm thêm cái tài liệu để có thể luyện nghe MP3 và xem thêm cả các cái cấu trúc câu, hội thoại theo chủ đề ấy, thì bạn có thể tham khảo đem cái cuốn sách này về. Dù sao thì nó cũng khá là rẻ, thế nên là bạn có thể đem về coi như là một cuốn tài liệu dùng để luyện nghe thêm thôi. Và hãy lờ tịt cái phần âm bồi đi cho tớ. Eo ơi, cái phần âm bồi làm cuốn sách này phèn hẳn đi 50% ạ. Và nếu như bạn đang nảy lên một cái suy nghĩ là với cuốn sách kiểu như thế này thì tôi phải luyện nghe kiểu gì, thì bạn có thể tham khảo cái video hướng dẫn các phương pháp luyện nghe của mình ở đây nhé. Và đây là toàn bộ những cuốn sách mình muốn nói đến ngày hôm nay. Hy vọng rằng video này, nếu như những người phát hành sách, những người viết sách và những người đang bán sách mà cảm thấy khó chịu thì các bạn cũng đừng ném đá mình, bởi vì nó dở thật. Hy vọng rằng video này có thể giúp ích được cho các bạn trong quá trình cân nhắc và lựa chọn những cuốn sách dùng để tham khảo trong tiếng Trung và để các bạn đỡ bị mất tiền oan. Và nếu như bạn yêu thích cái video này của mình, xin hãy để lại cho mình một like, một share, một comment, bật chuông tinh 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 để chúng mình có thể gặp nhau được nhiều hơn nhé. Với cả nếu như bạn muốn mình review thêm những cái bộ sách nào nữa thì xin hãy để lại cho mình cái tên của cuốn sách, kiểu đại loại là thông tin để mình có thể dễ dàng tìm được sách đó để mua về để đọc hơn. Và thế thôi đấy. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye!